Khôi phục chân dung tứ đại Mỹ Nam cổ đại Trung Quốc. Diện mạo phan nhạc. Phan Nhạc sinh năm 247, mất năm 300, tự là An Nhân, đời sau quen gọi ông là Phan An. Ông là người ở Trung Mưu, Quỳnh Dương. Ông nổi tiếng là một nhà văn thời Tây Cực và là một trong tứ đại Mỹ Nam thời đó. Chân dung vệ giới. Vệ giới sinh năm 286, mất năm 312, tự là Thất Bảo. Ông là người huyện An Ấp, quận Hà Đông. Ông là một danh sĩ, một Mỹ Nam cuối đời Tây Tấn. Diện mạo đang năng dương. Phan Lăng Dương sinh 541, mất 573, tên thật là Cao Trường Cung. Ông là một tướng lĩnh và là hoàng thân huyết thất của nhà Bắc Tề, nguyên quán ở huyện Điền, quận Bột Hải. Ông là một Mỹ Nam nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Chân dung Tống Ngọc. Tống Ngọc sinh năm 298 trước Công Nguyên, mất năm 222 trước Công Nguyên, tên là Tử Nguyên. Ông là người gốc Diêm Thành. Ông là một nhà văn vào cuối thời Chiến Quốc. Ông là một trong tứ đại Mỹ Nam thời Trung Hoa cổ đại.